sự lột xác của chiếc minivan của kia là một sự lột xác ấn tượng đến mức nó thậm chí còn có một cái tên hoàn toàn mới, Carnivan. Lễ hội Carnivan năm 2022 thay thế chiếc Sedona cũ trong dòng sản phẩm của kia và kiểu dáng giống chiếc SUV hình hộp của nó không phải là ngẫu nhiên. Vì nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc nhằm tận dụng thành công của chiếc SUV Telluride được giới phê bình đánh giá cao và bán chạy. Bánh xe lớn, tỷ lệ giống như một chiếc crossover và đèn chạy ban ngày đặc trưng chạy vào lưới tản nhiệt mang đến cho chiếc xe van một cảm giác SUV cao cấp khiến chúng ta liên tưởng đến một chiếc Range Rover. Tất cả các mẫu Carnivan đều được trang bị động cơ 3,5 lít V6 công suất 290 mã lực với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp. Một loạt các tính năng hỗ trợ lái xe được cung cấp theo tiêu chuẩn bao gồm phanh khẩn cấp tự động. Công nghệ thông tin giải trí cũng được nâng cấp với thiết lập màn hình kép tùy chọn với đồng hồ đo kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm được trang bị điều hướng. Có gì mới cho năm 2022? Carnivan hoàn toàn mới cho năm 2022 với kiểu dáng, tính năng và công nghệ được cập nhật để giúp nó cạnh tranh tốt hơn với những chiếc như Chrysler Pacifica, Honda Odyssey và xe tải nhỏ Toyota Sienna mới được thiết kế lại. Carnivan sẽ được cung cấp trong 4 cấp độ trang trí khác nhau, từ lợi ích hướng đến giá trị đến SX Prestige sang trọng. Nhưng có vẻ như S đại diện cho điểm ngọt ngào giữa tính năng và giá cả. Phiên bản S đi kèm với một số tính năng tiện lợi giúp tiết kiệm chi phí nâng cấp, bao gồm cửa nâng phía sau hoạt động bằng điện, hệ thống liên lạc nội bộ trong cabin và hệ thống điều khiển bằng giọng nói cho phép hành khách ngồi phía sau ra lệnh cho hệ thống thông tin giải trí của lễ hội. Hệ thống, động cơ, chuyển động và hiệu suất. Carnivan 2022 được trang bị động cơ 3,5 lít V6 tạo ra công suất 290 mã lực, hộp số tự động 8 cấp là tiêu chuẩn. Thật không may, hệ dẫn động tất cả các bánh không có trong thực đơn vì Carnivan sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng mô hình dẫn động cầu trước. Pacifica có tùy chọn hệ thống chuyển động plug-in hybrid và Sienna mới cho năm 2021 chỉ là hybrid, nhưng chúng tôi không mong đợi kia sẽ cung cấp một thiết lập như vậy tại Carnivan. Ít nhất là không phải ngay lập tức. Kia cho biết Carnivan có thể kéo tới 3.500 pound. Trong lần lái thử đầu tiên của chúng tôi đã rất ấn tượng với khả năng xử lý và di chuyển cân bằng tốt của Carnivan. Nó mang lại một chuyến đi êm ái khi bay và cảm thấy nhẹ nhàng ở các góc. Động cơ V6 tinh chỉnh cung cấp khả năng tăng tốc nhanh chóng và cung cấp sức mạnh cho Carnivan lên 60 dặm một giờ trong 7,0 giây tại đường thử của chúng tôi. Tiết kiệm nhiên liệu và MPG trong thế giới được xếp hạng tiết kiệm nhiên liệu từ EPA cho lễ hội Carnivan 2022 là thành phố 19 MPG, đường cao tốc 26 MPG và 22 MPG kết hợp. Tốt hơn một chút so với con số của Sedona năm 2021. Chúng tôi chưa có cơ hội đưa lễ hội Carnivan 2022 vào bài kiểm tra tiết kiệm nhiên liệu trên đường cao tốc 75 dặm một giờ để xem nó vượt trội như thế nào so với Pacifica, Odyssey và Sienna. Nhưng khi thực hiện, chúng tôi sẽ cập nhật câu chuyện này với kết quả của nó. Để biết thêm thông tin về tiết kiệm nhiên liệu của lễ hội Carnivan, hãy truy cập trang web của EPA. Nội thất tiện nghi và hàng hóa, bảng điều khiển và khu vực ghế trước của Carnivan đều hiện đại và có sức chứa hơn so với Sedona đi trước. Bảng điều khiển trung tâm lớn, hệ thống thông tin giải trí, màn hình kép với đồng hồ đo kỹ thuật số là những thay đổi thiết kế đáng chú ý. Trang trí SX Prestige cao cấp đi kèm với ghế bọc da và hàng ghế thứ hai có thể ngả lưng với bệ để chân dạng bật lên. Một cửa sổ trời toàn cảnh là tùy chọn và cung cấp một khoảng mở lớn trên hàng ghế thứ hai để những đứa trẻ có thể tận hưởng không khí trong lành. Kia cho biết sự rộng rãi của nội thất đã được cải thiện trên Carnivan mới. Cả chiều dài cơ sở và chiều dài tổng thể của chiếc xe van đã được kéo dài để cung cấp nhiều không gian hơn cho người và hàng hóa. Trong thử nghiệm của chúng tôi chứa 14 vali hành lý phía sau hàng ghế thứ 3 và tổng cộng là 48 chiếc khi tất cả các ghế được gập lại. Đó là 1 tấn không gian chở hàng. Nhưng cần lưu ý rằng cả Pacifica và Odyssey đều tỏ ra rộng rãi hơn một chút.
Thông tin giải trí và kết nối công nghệ nội thất và thông tin giải trí có một bước tiến lớn trong lễ hội Carnival 2022. Mặc dù một màn hình thông tin giải trí 8,0 inch là tiêu chuẩn, nhưng màn hình 12,3 inch kép trải dài trên 2/3 bảng điều khiển của xe van là tùy chọn. Với một màn hình đóng vai trò là màn hình đo kỹ thuật số và màn hình còn lại thực hiện nhiệm vụ thông tin giải trí, Apple CarPlay và Android Auto đều là tiêu chuẩn. Lên đến 9 cổng USB giải rác trong cabin của Carnival. Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau là tiêu chuẩn bắt đầu trên phiên bản SX, nhưng dàn âm thanh Bose 12 loa chỉ giới hạn ở phiên bản SX Prestige hàng đầu. Các tính năng hỗ trợ người lái và an toàn kia lần này sẽ cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ người lái tiêu chuẩn hơn, bao gồm hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha chiếu sáng cao tự động và giám sát điểm mù. Tất cả đều sẽ giúp Carnival cạnh tranh với Pacifica, Odyssey và Sienna. Chia sẻ hữu ích nhé!